băng rồi, chuẩn bị làm đường lộ. Dạ, để con hỏi coi có ai mua mấy gốc này. Mấy gốc này bự, chuẩn bị làm lộ cho nên bứng mấy gốc này lên. Đây các bạn ơi, gốc này trăng vàng, trăng vàng lớn nè. Ba cây mai, cây ngày quế của bảy mày đó. Mày chụp hình mày bán cho bả luôn. Ngày quế bên đây hả ta? Ừ. Wow. Nó bán dọn dẹp gì hết trơn. Cái gốc bông trăng Mỹ đỏ này các bạn, gốc này lúc nở bông là tùm luôn. Đẹp lắm. Còn bên đây, đây là Mỹ Hồng, gốc Mỹ Hồng. Dư phía ngoài đó là gốc trang vàng. Thân khá là to. Tám mình thanh lý mấy gốc này nha các bạn, tại vì chuẩn bị làm lộ. Đây gốc này khá là to. Gốc này là trang vàng, có hộp luôn. Bạn nào có nhu cầu mua thì vui lòng comment bên dưới giúp mình. Gốc trang đỏ này thì còn thùng chậu, các bạn xem gốc to kìa. Gốc này to. Đây là trang thái đỏ. Trang thái đỏ. Cái mặt bông này các bạn, đỏ tươi luôn. Để cho hứng nắng là đỏ tươi rất là đẹp. Rồi một lần nữa các bạn, ai có nhu cầu mua các gốc trang vàng như Mỹ đỏ, gốc to đằng kia thì hãy comment bên dưới. Các bạn thấy cái gốc này to, rất là to luôn, màu vàng. Là mình soi cái bông kỹ cho các bạn xem. Cái bông chụp làm thân neo nào. 2 3 cái mai nó tấm lặt cho nó gọn, mình bứng lên thôi. Ừ, mất rồi đó. Nó đào lỗ lên kia ông chồng. Nó có ai mua bán biết mày nữa. Rồi, gốc mai này có ai mua? Tám mình bán luôn nha các bạn. Gốc mai này to.